khoảng 27.000 đồng cho 1 lít xăng. Và nếu mà quý anh chị và các bạn sử dụng một mẫu xe 7 chỗ thì nghĩa tính trung bình thôi, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12 đến 13 lít cho 100 km đường hỗn hợp hoặc là đường lẫn lộn trong phố. Vậy thì thời điểm này sẽ là thời điểm mà chúng ta sẽ cân nhắc rất nhiều về việc mà nhiên liệu. Thực sự đây là thời điểm vàng của những mẫu xe máy dầu kiểu như thế này. Mặc dù là tại thị trường châu Âu và những nước phát triển thì dần dần những chiếc xe máy dầu này bị bỏ dần, bởi vì nó có cái lượng khí thải ra môi trường cao hơn rất nhiều so với máy xăng. Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam mình thì những mẫu xe máy dầu này được ưa chuộng rất nhiều. Hiện tại thì cái mức độ chênh lệch giữa xăng và dầu, nếu mà nghĩa tính một cách chi ly ra thì 1 km anh chị di chuyển bằng máy xăng và máy dầu nó sẽ lệch nhau khoảng tầm 2.000 đồng cho 1 km. Một tháng mình di chuyển khoảng tầm 1.000 cây thôi thì anh chị đã tiết kiệm khoảng 2 triệu tiền nhiên liệu rồi. Nếu con số này là 3.000 cây hay 4.000 cây thì thực sự có lẽ là mình sẽ tiết kiệm được đến cả chục triệu tiền nhiên liệu nếu mà mình lựa chọn một chiếc xe máy dầu. Và đây, hôm nay thì Nghĩa sẽ gửi đến toàn thể anh chị mình một chiếc Serona máy dầu. Hôm trước thì Nghĩa có một chiếc màu bạc máy xăng 3.3 và thực sự là nó tiêu tốn nhiên liệu cũng khá nhiều. Chỉ được mỗi cái là nó đỡ ồn hơn so với máy dầu. Còn hôm nay thì sẽ là một chiếc 2.2 máy dầu. Nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với máy xăng. Tuy nhiên thì mình sẽ phải chấp nhận một sự thật, đấy là xe máy dầu nó sẽ luôn ồn hơn xe máy xăng, bởi vì cái cơ cấu nạp nén để nổ nó thay vì nó châm bằng buji giống như máy xăng, thế nên máy dầu nó sẽ có cái tiếng ồn đặc trưng. Đây là một chiếc Kia Serona 2017 phiên bản cao cấp nhất máy dầu. Đấy, bản ATH 2017, và chiếc xe này thì hiện tại Bình Nghĩa đang chào bán mức giá là 810 triệu. Xe mang tên công ty và có thể xuất hóa đơn được 600 triệu. Rất tuyệt vời cho bác nào mà muốn mua xe về đứng tên công ty nhé. Xe vẫn được hỗ trợ trả góp 70% giống như bình thường. Mình sẽ chuẩn bị trước cho Nghĩa khoảng tầm gần 300 triệu thôi là mình có thể nhận xe thoải mái rồi. Quay trở lại với chiếc Kia Serona máy dầu này, thì riêng đối với chiếc xe này, Nghĩa cam kết với anh chị em luôn là hoàn toàn sử dụng công ty thôi, không có chạy dịch vụ gì cả. Và số km lăn bánh hiện tại nó đang là 8,5 vạn km và km zin theo xe luôn. Về option trang bị của dòng Kia Serona này thì phải nói là quá nhiều. Đèn bi xenon này, cụm giở đèn này, giải đèn led ban ngày này, cảm biến góc trước này, cảm biến trước này, đèn gầm sương mù, thậm chí đèn gầm sương mù cũng là đèn gầm dạng projector. Mọi thứ đều xuất hiện đầy đủ trên chiếc Kia Serona này. Và với một vóc dáng anh chị có thể nhìn là nó dài khoảng tầm 5 m. Tuy nhiên động cơ 2.2 máy dầu nó đảm bảo cái moment xoắn cực kỳ tuyệt vời và nó sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu di chuyển của gia đình mình. Chiếc xe này thì thực sự nó sẽ hoạt động hoàn hảo nhất nếu mà mình chạy cái đường gọi là đường ngoài đô thị, đấy, đường ven thành phố thì nó sẽ rất ok, êm ái, rộng rãi, thoải mái. Chiếc xe này thì hôm trước chủ nhật bên Nghĩa đã sử dụng và để cho anh em chạy một chuyến picnic cuối tuần ở Sóc Sơn, và thực sự là ngồi 7 người lớn vẫn rất thoải mái, toàn thanh niên to cao, đen, hôi, may không ông nào hôi quá nên là cũng đỡ sợ, đỡ ảnh hưởng điều hòa. Đây, bên hông này thì mình sẽ có một bộ la răng thiết kế rất là đẹp. Cái kiểu la răng này thì về cơ bản là la răng phay cắt, nó vừa đủ cái nhu cầu sử dụng cũng như là cái tính thẩm mỹ. Rồi là ở đây thì mình sẽ có cái nút bấm mở cửa này. Đấy, điều khiển ra vào xe thông minh, gương thì chỉnh điện, cục điện. Đấy, và có cả xi nhan cảnh báo điểm mù trên gương, thì mẫu xe này được trang bị đầy đủ hết, không thiếu chi tiết nào cả. Có một điểm đặc trưng của dòng xe Serona này, đấy là cái cửa phía sau này thì hoàn toàn là cửa điện hết. Đấy, và sau khi mở ra anh chị có thể thấy là một cái khoảng không gian nội thất nó siêu rộng rãi luôn, nó không khác gì một cái căn phòng nhỏ cả. Và hàng ghế thứ hai thì thuộc dạng thương gia, lát nữa Nghĩa sẽ trải nghiệm chi tiết nhé. Đây, mời cả nhà ngó qua một chút về phần đuôi này. Phần đầu xe thì khá là ok, cứng cáp mạnh mẽ. Phần đuôi xe này toàn bộ đàn dàn đèn đấy, được thiết kế bo tròn khá là mềm mại. Ký hiệu phiên bản CRDI là máy dầu. Đây, cốp điện nhá, rất là rộng luôn. Phải nói là Serona là một mẫu xe đúng là sinh ra để dành cho những chuyến picnic. Đây, phần cốp này rộng mênh mông luôn, có cả cái cổng sạc 12V tại đây nhá. Đấy. Và nếu mà ghế này thì mình hoàn toàn có thể gập được. Đấy, gập theo cái, nó có rất nhiều cách gập, anh chị có thể để ý ở đây này, có thể gập phẳng xuống sàn dưới này hoặc là gập chồng lên nhau như thế này. Đấy, thì tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng, mình hoàn toàn có thể sử dụng được cái ghế này gập một cách rất là thoải mái. Đây, Nghĩa mời anh chị chúng ta vào khoang hành lý nhá. Vào khoang hành khách này. Ngồi thử cái ghế thương gia, ghế ông chủ cho nào. Ra vào xe này rất thoải mái. Đấy, ngồi sang đây. Đây, tại vị trí này, ở hàng ghế thứ hai thì anh chị em mình sẽ có hoàn toàn là ghế độc lập. Đấy, khu vực giữa này để cho mình đi lại. Có kệ tì tay riêng này, hai ghế độc lập này, khoảng để chân này, để đồ này, cửa gió điều hòa này. Đấy, điều hòa hai vùng độc lập nhá. Rồi là cổng sạc có đầy đủ hết. Kệ tì tay này, khay để cốc,
khu vực để điện thoại. Nhìn chung là thực sự là không có gì để chê. Đây thậm chí là cả cái rèm cửa này cũng có sẵn đấy. Anh chị em thấy rộng rãi không ạ? Hàng ghế thứ hai rất rộng và hàng ghế thứ ba cũng không hề thua kém đâu. Đây là mẫu xe chắc chắn là có hàng ghế thứ ba tuyệt vời nhất. Không có một cái mẫu xe nào có hàng ghế thứ ba rộng như này cả. Và ngay trên đầu mình anh chị có thể thấy là một hệ thống cửa sổ trời. Đấy. Cửa sổ trời cho hàng ghế sau này. Đấy. Rồi là cửa sổ trời cho hàng ghế trước có đầy đủ hết. Nó rất là thoáng, thực sự là Sedona rất là thoáng luôn. Và quan trọng là mình mà chạy nhiều ấy thì động cơ 2.2 lít dầu này nó sẽ tiêu tốn của mình chỉ khoảng tầm 7 lít cho 100 km thôi. Tiết kiệm quá nhiều. Và đây, đây là toàn bộ khoang cabin. Đấy. À, ghế này, mình có ghế lái chỉnh điện này. Đấy, các chi tiết ở đây này, gỗ này, da này, có rất nhiều luôn. Gương hoàn toàn là gương kính điều chỉnh điện hết, auto. Tại vị trí này, đầu tiên là vô lăng này. Đấy, cũng bọc da này, ốp gỗ này, rồi là tích hợp rất nhiều các nút bấm. Ở bên này thì anh chị em có thể thấy một số các nút chức năng, ví dụ như là tăng giảm cái độ tương phản của màn hình này, bật tắt cái hệ thống cảnh báo điểm mù này, rồi bật tắt cân bằng điện tử cũng như là kiểm soát lực kéo. Ở đây chị có thể nhìn thấy số km của xe nhá. 85.852 km là số km mà xe đã di chuyển. Một cái vô lăng cầm nắm rất là thích. Tại vị trí người lái thì mọi thứ đều rất ok, thoáng, cao, thoải mái, rộng rãi. Gần như không có gì để chê cả, rất là thoải mái luôn. Ở đây thì ở đây mình có thể nhìn thấy đây, đây là hệ thống loa Infinity nhá. Đây là một trong những sự đặc thù của dòng xe này. Tí nữa thì quên mất một hệ thống loa giải trí Infinity cũng khá là nổi tiếng và cho chất âm khá tốt. Về hệ thống giải trí thì tại khu vực trung tâm này anh chị em có thể thấy được cái nét thiết kế nó cũng khá là Á Đông, chuẩn của châu Á, rất nhiều option, nút bấm cũng chia làm từng cái khu vực riêng biệt. Đấy, và nhưng mà nó cũng có những cái gì đó nó rất là châu Âu, Mỹ, ví dụ như cái phần khu vực yên ngựa này rất là to này, rộng rãi, thoải mái, hay để đồ các thứ thì phải nói là bạt ngàn luôn. Một chiếc màn hình khá là lớn này. Đấy. Đi kèm với dàn loa Infinity có đầy đủ tất cả các chức năng, radio, dẫn đường, navi theo Bluetooth có đủ, start-stop khởi động thông minh này. Đây, điều hòa đa vùng độc lập, có cả dàn điều hòa thứ hai, dàn lạnh thứ hai, toàn bộ khu vực điều hòa lọc không khí tại vị trí này. Đấy, và dưới cùng thì sẽ là các nút liên quan đến chức năng, ví dụ như chế độ lái này, rồi là sưởi vô lăng này, bật tắt cảm biến xung quanh xe, cũng như là các chức năng về sưởi ghế và làm mát ghế. Thì mẫu xe này được trang bị rất đầy đủ, gần như không thiếu gì. Nhìn chung thì Kia Sedona là một mẫu xe sinh ra là để dành cho gia đình. Và nếu thật sự gia đình mình mà dùng, anh chị thường xuyên sử dụng xe nhiều người ấy, thì đây sẽ là một sự chọn rất thú vị. Mình về quê này, đi picnic cuối tuần này, dã ngoại này, những cung đường nó không quá khó khăn nhá. Chứ còn chiếc xe này thì Nghĩa trao đổi thực sự với anh chị em là mình không thể mang nó đi upright được, không thể mang nó lên Đồng Mô phá xong rồi đua theo mấy ông bán tải được, thì mẫu xe này chịu chết. Nhưng mà nếu mà mình đi picnic dã ngoại cuối tuần thì đây sẽ là sự chọn rất hợp lý luôn. Đồ đạc để rộng rãi thoải mái này, option nhiều này, rộng này, thoáng này, êm này, cách âm tốt này, lại còn tiết kiệm nữa, gần như không có gì để chê trên mẫu xe này. 810 triệu là giá bán của chiếc Kia Sedona và nó sẽ phù hợp với những anh chị nào đang tìm một mẫu xe dành cho gia đình đông người. Cảm ơn anh chị rất nhiều và nếu quan tâm về mẫu xe này thì hãy ghé qua hệ thống của Hà Nội Ca số 99 Thành Thái hoặc là liên hệ trực tiếp với Nghĩa theo số hotline Nghĩa đính kèm trên video. Cảm ơn anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.